Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 7 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 30 tháng 12 năm 2023, tức ngày 18 tháng 11 âm lịch ngày Nhâm Tuất, trực, khai, tốt mọi việc, trừ động thổ, an táng, tuổi xung ngày, Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần, Bính Tuất. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và ngọ thành Hỏa cục. Giờ hoàng đạo, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Nam, hướng Tây. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi tài lộc vượng phát trong ngày thứ 7 này sẽ là tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Ngọ và tuổi Tỵ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, kiếp tài nhắc nhở Tý nên cẩn thận trong giấy tờ đi lại ngày này. Hôm nay bạn dễ vấp trúng những người có tính cách khó chịu, ích kỷ khi làm việc chung. Dù muốn bơ đi nhưng bạn vẫn bị họ làm phiền. Tý hơi tiêu xài hoang phí và lãng phí tiền bạc. Bạn phải kiểm soát được ham muốn của mình. Nay bản mệnh nên chú ý đến các vấn đề về chất lượng công việc, của cải như mất mát, sửa chữa, khấu trừ tiền, bồi thường và các tổn thất tài chính khác. Đường tình cảm bất ổn do thổ thủy tương khắc, nhiều bạn vô tâm khiến người ấy bị tổn thương. Hãy bớt chút thời gian quan tâm đến mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, hôm nay bạn khá ít nói và trầm tính hơn mọi ngày. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, thích làm mọi việc một mình, tính cách khá độc lập. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, không muốn hơn thua với bất kỳ ai vì không thích dây dưa vào chuyện của người khác. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, bạn đừng hy vọng tất cả mọi người đều vừa ý với mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, người đã không hợp thì nhìn không thuận mắt, có nỗ lực nữa cũng chỉ vậy mà thôi. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, bạc, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu, chính quan trợ lực nên công việc của Sửu thuận lợi hơn hẳn mọi ngày. Bạn xin việc thành công, thăng chức cũng dễ dàng và cũng dễ ẵm được những thành tích tốt. Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt, vì có kinh nghiệm và trí tuệ phong phú nên bạn tràn đầy tự tin trong mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên, tiền bạc không ổn do vấp phải tương hình cục. Hãy cẩn thận với hành vi trộm cắp, mất tiền trong ngày này. Tâm trạng không ổn, tuyệt đối đừng tự ý làm những công việc lớn cần đến tiền to. Làm gì cũng nên tham khảo ý kiến người thân trước đã. Tình duyên xuống dốc do con giáp này dễ tin người, không làm chủ được cảm xúc của mình. Nhiều bạn trẻ hẹn hò rất nhiều nhưng lại không có kết quả tốt, không chọn lọc đối tượng. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, làm người tốt không dễ, bạn chẳng thể nào khống chế miệng lưỡi thế gian. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, bạn không có chỗ trong lòng họ, đừng gượng ép chen chúc xã giao với người ta làm gì. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, nên thông cảm cho bản thân và những người xung quanh vào lúc này. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, thi thoảng bạn làm mất tiền vì những sai lầm rất ngớ ngẩn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, tránh xa những người có năng lượng tiêu cực. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, tam hợp cục giúp con giáp chăm chỉ này được cấp trên nhìn chúng, làm gì cũng gây được thiện cảm cho những người xung quanh. Buôn bán thuận lợi, hanh thông, ngày đẹp nên tranh thủ tiến hành những việc như khai trương, nhập trạch, lập bàn thờ thần tài, mở hàng hoặc đổi hướng làm ăn. Lộc lá cũng về chật ví nhờ sự giúp sức từ thực thần. Dần là con giáp linh hoạt và khôn khéo, không khó để bạn có lộc ăn uống, quà cáp trong thời gian này. Bạn trẻ nào xông xáo sẽ được thưởng nóng, được khách hàng cho thêm tiền hoặc kiếm được nghề tay trái hái tiền. Chuyện tình cảm được hâm nóng, các cặp đôi có nhiều thời gian ngọt ngào bên nhau. Nữ tuổi này được nửa kia chăm sóc chu đáo, dù bản thân bạn đang khó chịu và nóng tính. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, nên cẩn thận hơn trong những chuyện liên quan tới đất đai, tài sản. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, bạn gặp được khá nhiều người có chung tần số với mình. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, hôm
hôm nay là ngày mà bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, không nên chấp nhận, càng rộng lượng bạn càng có thêm phước báu. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, bao nhiêu đau thương bạn không kể, mọi người lại nghĩ cuộc sống của bạn dễ dàng. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xám, quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. Tử vi tuổi Mão, công việc của Mão trong ngày mới tụt dốc do ảnh hưởng xấu từ thương quan. Có kẻ xấu sắp hãm hại bạn, người này có động cơ không trong sạch, có thể hạ bệ bạn bằng mọi thủ đoạn. Lục hợp soi sáng nên tài lộc của bạn cũng không tệ. Tình hình tài chính khởi sắc, bạn không phải lo lắng tới việc cơm áo gạo tiền. Mão có cái nhìn sâu sắc và tầm nhìn sắc bén, biết tính toán trước sau nên không dễ mắc bẫy lừa đảo, biết tiết kiệm tiền cho tương lai. Về tình cảm, những mâu thuẫn trước đó giữa các cặp đôi được hóa giải, cả hai ngày càng thông cảm cho nhau nhiều hơn. Ai có mâu thuẫn với anh chị em trong họ thì ngày nay sẽ được hòa giải nhờ người lớn khuyên nhủ. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, chịu đựng mọi thứ một mình thay vì than vãn với người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, bạn không nên góp ý cho những người bảo thủ, rất tốn thời gian. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, công việc chưa ổn định thì đừng đứng núi này trông núi nọ. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, hãy mỉm cười với những người bạn từng gặp gỡ, quý trọng những gì bạn có trong tay. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, trân trọng sức khỏe của bản thân nhiều hơn, đừng để có bệnh mới lo. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Tử vi tuổi Thìn, thiên quan ngáng đường nên việc làm ăn của con giáp này hơi khó khăn. Thìn khó thăng tiến, khó giật được cơ hội tốt trong ngày này. Đường quan lộ cũng bấp bênh, sức khỏe không đảm bảo nên nhiều lúc bạn không đảm bảo được tiến độ công việc. Do tương xung lâm vận nên Thìn rất dễ mất tiền oan vì những sơ suất của bản thân, coi chừng bị phạt tiền khi tham gia giao thông, không đòi được nợ cũ. Nữ tuổi này cần cắt giảm chi tiêu nếu không muốn túi tiền của mình sẽ nhanh chóng cạn đi. Về tình cảm, bạn nên tin tưởng đối phương, đừng nghi ngờ gì, kẻo khiến đối phương bị tổn thương là do bạn đang nghi quá, thực ra chẳng có chuyện gì to tát cả. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, càng ngày càng khó tính và hay cáu gắt với người thân. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, hãy dứt khoát hơn trong chuyện tiền bạc, đừng cả nể. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, bạn muốn làm một điều gì đó mà bị bạn bè, gia đình, người thân ngăn cản. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, bạn đang định hướng sai hay mơ mộng quá mức. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, chớ tham gia vào những việc vốn không phải của mình. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường vàng, be, quý nhân phù trợ, dậu, tí. Tử vi tuổi Tỵ, bạn phải tấn công trước và mạnh mẽ khi làm việc gì đó. Dù gặp khó khăn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Nếu có quan hệ làm ăn tốt thì đừng ngại ngần nhờ đến quý nhân trong lúc này. Tử vi hàng ngày nhận thấy, thiên tài giúp vận tiền bạc của Tỵ được cải thiện khá nhiều. Khoản lương lậu của con giáp này dần ổn định hơn, ít gặp rắc rối so với thời gian trước. Đường tình duyên tốt lên nhờ hỏa thổ tương sinh, cả hai quan tâm nhau nhiều hơn, mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít. Nếu có tình cảm với người khác giới thì bạn phải tấn công trước và mạnh mẽ lên. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, nhiều người ngoài mặt nói cười thân thiết nhưng sau lưng lại giả dối với bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, công việc càng về cuối năm càng bận rộn, áp lực tăng cao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, hãy dọn dẹp và thẳng tay loại bỏ những thứ đã không còn dùng đến để tài lộc về. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, những việc không quan trọng chỉ nên quyết định trong vòng 3 giây, không chần chừ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, đừng tiếc tiền đầu tư vào sức khỏe của bản thân. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, tím, quý nhân phù trợ, sửu, thân. Tử vi tuổi Ngọ, công việc thuận lợi nhờ tam hợp cục soi sáng. Dù bận rộn nhưng con giáp này luôn hoàn thành công việc đúng hẹn. Kinh doanh trong ngày này khá đẹp, nếu ai mở hàng hoặc khai trương sẽ có lộc. Chính tài mở đường tài lộc cho con giáp này. Nếu làm kinh doanh thì vận trình tăng tiến không ngừng, lợi nhuận thu về khổng lồ. Con giáp này vừa tiết kiệm thời gian, công sức, vừa giành được thành tích lớn lao. Trong tình cảm, người độc thân chưa cảm thấy thực sự yên tâm và sẵn sàng nên vẫn yên phận với sự cô đơn hiện tại. Bạn luôn quan tâm đến gia đình khá nhiều, không để bản thân và người nhà phải chịu thiệt. Tử vi tuổi Giáp Ngọ,
Kim nên tự hào về những gì bạn đã làm được trong thời gian qua. Được vì tuổi Bính Ngọ, Thủy, tấm lòng lương thiện sẽ đem lại may mắn cho bạn trong ngày này. Được vì tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, khó khăn rồi sẽ sớm qua, đừng suy nghĩ bi quan nữa. Được vì tuổi Canh Ngọ, Thổ, người càng lo nghĩ nhiều thì càng khổ. Được vì tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, có trách nhiệm với việc mình đang làm. Còn số may mắn 8, 3, giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, hồng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chính quan trợ vận nên Mùi có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, tự tin và lý trí. Bạn sẽ khiến khách hàng tin tưởng hơn và sẵn sàng làm việc với bạn. Ngày này là ngày tốt cho quan chức, xin việc, thăng tiến hay đòi quyền lợi. Chỉ có điều tài vận chưa ổn định do tương phá làm vận. Đường số có điềm báo hao tài nên phải thận trọng. Bản mệnh nên tập trung vào công việc chính để đảm bảo nguồn thu đều đặn. Các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp rất tốt đẹp. Tuy nhiên, mối quan hệ vợ chồng có nhiều lục đục, xảy ra tranh cãi. Bạn cũng là người hay suy nghĩ nhiều và sống quá tình cảm nên thường xuyên chịu thiệt thòi trong các mối quan hệ thân mật. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, đôi lúc bạn cảm thấy đầu óc trống rỗng, tư duy trì trệ và dường như bất lực trước các vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, bạn thường bị quên những việc rất quan trọng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, nên nhìn mọi chuyện theo hướng thoáng hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, đầu óc cứ bay bổng trên mây, khiến tốc độ làm việc của bạn cũng hơi chậm. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, bạn đang có người thầm thương trộm nhớ. Còn số may mắn 2, 5, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, trắng, cam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, thiên ấn chiếu mệnh cho biết, tuổi Thân đủ năng lực và thừa tự tin để vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, việc đầu tư vào ngành bất động sản là không phù hợp. Bạn hãy cân nhắc cẩn thận, sắp tới sẽ có quý nhân lớn tuổi đến giang tay giúp bạn giảm bớt khó khăn. Tam hội cho thấy, đường tài chính được cải thiện rõ rệt nên dần không phải lo lắng về tiền bạc. Chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được số tiền như bản thân đã dự kiến. Vận may tình duyên của nữ mệnh tuổi Thân hôm nay rất tốt. Khi ở bên cạnh người khác giới, bạn tạo ra sức hút cực kỳ khó quên. Hội độc thân hôm nay có thể ra ngoài và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình, quan tâm tới sức khỏe của cha mẹ. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, công việc có trục trặc bất ngờ nhưng bạn vẫn bình tĩnh xử lý tốt. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, bạn là một người kiệm lời, ít nói, thích mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, không thích quan tâm đến chuyện thiên hạ. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, số vất vả nhưng hay được người nhà hỗ trợ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, đừng giày vò chính mình vì những chuyện không vui. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, nâu, quý nhân phù trợ, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chính ấn chiếu mệnh cho thấy Dậu là con người làm việc theo hướng cởi mở và cho phép bản thân nhiệt tình về những ý tưởng mà người khác đưa ra. Với suy nghĩ tiến bộ, hòa đồng, thời gian tới đây bạn có khả năng đạt được những tiến bộ bất ngờ trong sự nghiệp. Chỉ có điều, con giáp này sẽ mất tiền vì ảnh hưởng xấu từ tương hại cục. Bản mệnh đừng vì một phút bốc đồng mà chi tiêu quá tay, cũng đừng tham gia vào chuyện của người khác, coi chừng tiền mất tật mang. Người đã kết hôn được vài năm thì hay nghĩ nhiều, bạn quá nhạy cảm và hay ghen tuông vớ vẩn. Người đang yêu bị mất cảm giác ngọt ngào và an toàn khi yêu, hôm nay bạn muốn được ở một mình và cần được đi chơi, giải tỏa căng thẳng nhiều hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, tránh được nhiều hạn mất tiền và thị phi nhờ quý nhân. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, chớ nghe lời người ngoài, chuyện gì cũng phải kiểm chứng hai chiều. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, bạn đang có tinh thần tích cực, hãy để bản thân được nghỉ ngơi một ngày. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, hãy hít thở thật sâu trước khi bạn hành động hoặc đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, hãy quan tâm hơn nữa đến cảm xúc của bản thân, lắng nghe những tiếng nói và nhu cầu của bạn. Còn số may mắn 5, 1, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. Tử vi tuổi Tuất, thiên quan cản trở, công việc của Tuất khó tránh được những trục trặc bất ngờ. Nơi làm việc có rất nhiều áp lực, đôi khi bạn sẽ gặp phải nhiều sự thay đổi nhân sự bất ngờ, bị sai vặt hoặc bị đổ oan. Ngày nay rất kỵ những việc như kiện tụng, làm giấy tờ hoặc cãi nhau trong công việc.
Trong ngày này, Tuất cần giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề, đừng để cho cảm xúc lấn át lý trí, mất tiền một cách oan uổng. Ngoài ra, bạn cũng chớ vì cả nể mà cho người khác vay tiền, kẻo khó đòi lại được. Tình cảm ở mức bình ổn do thổ tương hòa, vợ chồng xảy ra nhiều tranh chấp, đa phần là do con cái và tiền bạc. Các bạn độc thân cần chờ thêm thời gian nữa thì duyên lành mới tìm đến. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, không ai có quyền phán xét bạn vì họ không biết bạn đã trải qua những gì. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, không phải chuyện gì cũng có thể cho qua. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tránh xa những người có tâm địa xấu xa. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, càng lớn thì bạn càng thích che giấu chuyện gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ ngọ, dần. Tử vi tuổi Hợi, tỷ kiên cản trở nên Hợi khá mệt mỏi trong chuyện làm ăn. Hợi tốt tính nhưng đừng quá xen vào chuyện của người khác trong công việc, kẻo gây ra quá nhiều tranh chấp, mang đến rắc rối không đáng có cho bản thân. Cố gắng đừng tham gia vào những việc không liên quan đến mình trong ngày mới này. Nếu không muốn mất tiền, bị người khác hỏi vay tiền nên từ chối khéo, vì trong tương lai, người này sẽ không trả nợ cho bạn. Thổ thủy bất dung khiến Hợi khá vất vả vì con cái, nhà có con nhỏ hay ốm nên để mắt tới con liên tục trong ngày. Có điều gì đó đang bắt đầu khiến bạn lo lắng, hãy tâm sự thẳng thắn với người thân, họ sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, rõ ràng là bạn tự ti, người khác lại tưởng bạn chảnh. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, không thích tốn thời gian vào những chuyện phiếm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, biết buông bỏ mới là khôn ngoan. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, người không tốt thì không nên tiếc làm gì cả. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, đừng tiếc tiền cho gia đình và sức khỏe của bản thân. Còn số may mắn 0, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, tím, quý nhân phù trợ mão, dần. Đánh giá tử vi hàng ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Dần, ngọ. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Thìn, mùi. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!